biểu diễn này, cũng như là cảm ơn tất cả những tình cảm của khán giả đã luôn luôn dành cho Cẩm Linh. Cảm ơn các bạn. Tôi không dám đâu. Một tuổi em nhớ. Thôi dám. Ở chứ là bạn mấy. Chọc anh á. Dạ đó. Đang nói xấu anh kia gửi cho anh mà không lấy. Đó gửi bài gần tiền đó. Mình nhắm bài mà. Mình nhắm bài ai hợp mà thôi biết. Nè đây là thương thị em là con gái. Mới cãi thôi. Chưa từng ngon đời cùng ai. Thôi để làm bài mới đi. Dạ. Làm bài mới đi. Đây là bài cập ly của tháng 5 2014, dư lại 10 năm là 2004. Em sẽ là người ra đi, và hôm nay là xác và em sẽ là người đi ra. Vượt qua những cái bào bệnh, một cái bào bệnh và bác sĩ khi cho khá nhiều đau.
10 tuổi mới được mời. Không, thực ra thì từ xưa đến giờ anh Đình cũng biết em không có làm sinh nhật bao giờ hết á. Đây chỉ là một cái đêm nhạc mà nó nhân ngày sinh nhật của em thôi, chứ em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật mà em được fan tổ chức không à. Cảm ơn Đình rất là nhiều, cảm ơn chị dạ. Thank you.
Trời ơi, tay nghề mới hành nghề xong nè. Bé La nè, mới học nghề xong nè. Cái gì đây? Trời ơi, bông ly luôn nha. Nhưng mà này là ly hồng, nhưng phải ly ù nha. Đây là tác phẩm của Bé La nè. Trời ơi, còn một cái nữa. Còn một cái nữa nhưng mà không có đem đi nha. Cô nè, tác phẩm của bé Thỏ với bé La luôn nha, của hai bé luôn nha. Trời ơi, đẹp quá vậy ta ơi, làm đẹp quá. Ok, cảm ơn hai bé. Có những chiều em đến anh vui rất nhiều, rồi có những chiều em